bốn ngày các tỳ kheo ở đây. Ngài bị tỳ kheo nương vào nơi thân, ám sát thân, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ý của đời. Nương vào các cảm thọ, quan sát cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ý của đời. Nương vào pháp, quan sát, nương vào tâm, quan sát tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ý của đời. Nương vào pháp, quan sát pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ý của đời. Thì đây là bốn cái pháp mà mình nương vào và mình phải giữ chánh niệm tỉnh giác được thêm dần. Nhưng mà để mà giữ được chánh niệm trên những cái pháp này, nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì cái thân với cái tâm cũng thế, nó có cái tập khí, cái thói quen từ xưa đến nay là nó thích buông lung, phóng túng, phóng dật. Những cái điều đấy thì nó dễ, nhưng mà để mà bây giờ mình cho nó vào một cái khuôn khổ bắt nó thực hành một cái pháp thì nó nặng, thì nó nặng, rất là trở ngại khó khăn nếu mà nó chưa được quen thuộc. Vì vậy nên là một người muốn giữ được cái chánh niệm thì cái người đấy cần phải có một cái sự tận tâm, một cái tâm nhiệt tình, một cái lòng nhiệt huyết, một cái sức cố gắng bền bỉ, phải có tỉnh giác thì mới giữ cái chánh niệm được. Và mục đích mình duy trì những cái pháp chánh niệm để chế ngự các tham y, các cái tham y của đời, tức là mình chế ngự các cái thiền cả, tham thiền cả, y thuộc về sân thiền cả, và tham dục sân hận buôn trầm tuy nhiên thiền cả, chạm cửa hối quán thiền cả. Thì thấy là những cái thiền cái đấy, cứ người có chánh niệm thì cái thiền cái này nó được nặng xuống. Những thiền cái đấy, tức là những cái mà che lấp những cái tâm cao thượng, những cái thiền cái là cái mà che lấp những cái tâm trong sáng, những cái tâm cao thượng. Và cái người mà có thiền cái thì sẽ có một cái nội tâm bị cấu uế ô nhiễm. Những cái thiền cái là những cái cấu uế của tâm. Có một cái người thực hành tứ niệm xứ sẽ tẩy trừ các cái cấu uế của trong tâm, thì cái người thực hành tứ niệm xứ sẽ làm cho tâm trở nên thanh tịnh hơn. Mỗi ngày tâm sẽ nội tâm vì đó bớt tham, bớt sân, bớt si, và bớt những phiền não, bớt những ưu tư, thì cái vì đó trên tâm nó thanh tịnh thì cái trí tuệ nó sẽ trong sạch. Và cái người thực hành về tứ niệm xứ này, mình sẽ làm cho thân tâm của mình nó được thanh tịnh, trí tuệ của mình nó được sáng suốt, và đấy cũng là cái con đường đi đến niết bàn, đi đến giải thoát. Khi mà cái thanh tịnh ở cái mức tương đối thì nó cũng sẽ làm cho mình thoát ra được khỏi những cái pháp bất thiện, như là những cái ác nghiệp ở nơi thân, ở nơi khẩu. Và những cái thanh tịnh đó nó cao hơn thì nó đè nén các cái thiền cái tạm thời. Nếu khi nào cái tâm của mình thực hành cái pháp tứ niệm xứ này đạt đến cái sự sung mãn, đạt đến cái mức thâm sâu mà nó đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối, như là đoạn trừ được các phiền não nhiễm ô và chứng ngộ được niết bàn, thì đến cái lúc đấy cũng sẽ là đi đến giải thoát khổ đau sinh tử. Với cái pháp tứ niệm xứ này cũng là cái con đường để đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau. Vậy nên là Đức Phật mới tuyên bố rằng đây là con đường độc nhất, con đường độc nhất bốn cái pháp quán niệm này để đưa đến cái sự thanh tịnh cho chúng sinh. Vậy thì một cái việc hành giả cần phải lớn nhất là hiểu ra từng cái pháp quán thân là những cái gì nó thuộc về thân, và mình quán để thấy ra được cái sự thật của nó. Quán thọ là những cái gì nó thuộc về những cảm giác, những cái cảm thọ như là vui buồn, không vui không buồn, hay là hỉ lạc, có xả, có khổ, có yên, thì đấy là những cái cảm thọ để mình thấy ra được cái sự thật về các cái cảm thọ.
quán nơi tâm để mình thấy ra được cái sự thật của tâm, quán nơi pháp để thấy ra được cái sự thật của các pháp. Mà sự thật của thân thọ tâm pháp là gì? Bởi vì con người thì sống theo ảo tưởng nhiều mà ít sống với chỗ tâm chân chánh. Ví dụ như là cái sự thật của cái thân này nó là gì, thì ít người quán sát để mà quên chi, để mà thấu hiểu được nó, và người ta chỉ nhìn thấy cái hình thức, cái hình tướng ở bề ngoài. Nên người ta cứ nói người này đẹp, người kia xấu. Nên người ta nhìn vào cái hình tướng, người ta chỉ mà không nhìn thấy cái nội, cái thực tế ở bên trong. Thực tế bên trong thì không có đẹp, không có xấu, mà nó chỉ có cái thân là thân bất tịnh thôi. Đã, để mà thấy được cái bất tịnh nơi thân thì đấy là mục đích của niệm thân, thấy ra được, cảm ra được cái sự thật của thân thì mình nó thấy ra được quán thân, thì sẽ thấy được cái thân là bất tịnh, chế ngự được cái thân, cái tưởng về tưởng là cái thân này nó thanh tịnh lắm, nó đẹp đẽ lắm, và vì nó diệt trừ được cái tham ái tham dục đối với thân. Quán thọ là để mình thấy ra được cái nỗi khổ đau của họ, đời đời vui ít khổ nhiều, nhưng mà mình lại thấy cái khổ mình lại tưởng là vui, giống như là cái người mà khát, người ta uống nước mắt càng uống là càng khát, cũng vẫn chạy theo những cái tham dục sân hận ở ngoài đời, mình thỏa mãn được những cái điều đó mình tưởng đấy là vui, nhưng mà thực ra vui đấy là mình đang vui trên cái khổ, vui trong cái ngũ dục thế gian thì vui là khổ, nhưng mà mình tưởng nó là cái đôi cái niềm vui đấy, nên là thật thì đấy là một cái ảo tưởng. Quán thọ để thấy được cái sự thật rằng là những cảm thọ là khổ, quán thọ thì khổ. Quán tâm để nhìn thấy ra được cái tính chất của tâm là nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn sinh diệt, để mình phá vỡ ra được cái tưởng là cái tâm này nó, mình cứ nghĩ là nó như một cái linh hồn. Tại vì người ta có cái ảo tưởng là có một cái linh hồn nó ẩn núp ở trong cái thân thể này, khi chết rồi thì cái linh hồn thì nó tách ra khỏi thân thể, cho nên là khi một người chết rồi người ta hay nhập văn thật để thờ cúng, cứ nghĩ rằng là người sống sao chết vậy, người sống ăn gì người chết ăn như đây, người sống ở cái gì người chết ở như đây, người sống như gì người chết như đây. Đấy là một cái ảo tưởng về tự ngã, ảo tưởng về linh hồn, ảo tưởng về tâm. Mà thế thì cái người quan tâm để thấy ra được cái tính sinh diệt liên tục của tâm, tâm nó chẳng qua nó sinh lên là khi mà nó có căn có cảnh, có cái sự tiếp xúc giữa căn trần thức, mà nó sinh khởi lên các cái trạng thái tâm khác nhau mà thôi. Nó giống như một cái đèn pin, mình bật lên thì nó sáng, mình tắt đi thì nó lại tối. Nó luôn luôn như vậy, như điện chớp cái nhóe lên tí nào mà nó lại tắt, nhóe lên, chứ nó không có một cái dòng tâm nào, nó không có một cái linh hồn, không có một cái tự ngã nào ở nơi cái tâm đấy. Cái tâm nó luôn luôn vô thường, luôn luôn biến đổi, luôn luôn sinh diệt, thấy ra được cái sự vô thường của cái tâm để diệt trừ đi cái tưởng vì là có một cái gì đó nó tồn tại mãi thân này, đấy là quán tâm. Còn quán thọ là quán sát, là quán sát các pháp, nhiệt tâm tinh thần thì là chế ngự tham hiểu được pháp, là các cái những cái tâm sở, những cái tâm, những cái pháp mà nó sinh cùng với tâm. Tức là khi mà một cái tâm thức của mình nó sinh lên thì nó sẽ có nhiều những cái trạng thái tâm khác nhau. Ví dụ một cái tâm nó khởi lên rồi là sau đó nó khởi lên những cái tâm, nhưng là cái tư tưởng nó khởi lên, mình cảm nhận nó, cái thọ tưởng, rồi mình khi mình tiếp xúc với mình tạm tác sinh ra những cái nhận thức, những cái hiểu biết, những cái hành động, những cái trạng thái tâm lý khác nhau, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, và rất nhiều những cái cảm giác khác nữa luôn kèm theo với tâm ấy, nên gọi là các cái pháp, pháp đồng sinh cùng với tâm, nó khởi lên thì mình thấy được cái rằng là mọi pháp hay là mọi thứ ở trên thế gian này, nó đều là nó có những
những cái nhân duyên nó kết hợp với nhau thì nó thành. Mà khi mà thấy những cái mình chia sẻ nó ra thì mình sẽ thấy không có cái gì nó có cái hình tướng cụ thể, tức là một cái tâm thức nó khởi lên nó cũng phải có rất nhiều những cái tâm sở nó đi kèm với nhau. Vậy thì một cái thân thể con người nó có rất nhiều các cái sắc pháp tứ đại kết hợp với nhau. Thế một cái vật chất ở bên ngoài mình nhìn thấy bằng mắt, khi mình chia sẻ ra mình sẽ thấy nó rất nhiều những cái hạt vật chất nó cấu tạo, nó kết hợp với nhau tạo thành cái hình dáng này. Nhưng mà sau rồi cái hình dáng này nó tan đi, nó đã kết hợp với những cái vật chất khác, nó tạo ra cái hình dáng khác. Ví dụ như bây giờ mình chỉ cần nhìn lên bầu trời có những đám mây trôi, lúc thì nó ghép thành hình cái đám mây đấy, lúc thì nó ghép thành hình ngọn núi, lúc thì nó ghép thành cái hình bông hoa, lúc thì nó ghép thành một cái hình tướng của một cái con trâu, một con chó, con ngựa. Nó sẽ luôn luôn thay đổi các biến dạng như vậy. Thì từ cái trạng thái đấy mình có thể tất cả những cái vật chất thô phù khác, dù là bằng tất cả các pháp hữu vi, dù là tinh thần hay là vật chất, nó cũng đều có cái trạng thái tương tự như thế. Lúc thì nó kết hợp với nhau tạo thành hình dáng này, lúc mà kết hợp với những cái khác nó tạo thành cái hình dáng khác. Ví dụ như là bây giờ cái thân thể của mình nó có cái hình dáng như thế này, nó được kết hợp với cái gì, là hàng ngày là mình ăn đậu phụ, ăn rong luôn, ăn cơm này, ăn cưa này, ăn đủ các thứ vào, tập cẩm vân vân, mọi thứ nó kết hợp lại, nó cấu tạo thành cái xác thân này. Mai mốt về cái xác thân này nó chết đi rồi, mỗi nơi nó đi một cái tứ đại, bắt đầu nó phân tán ra, đầu mắt chân tay của mình nó sẽ kết hợp với những cái đất địa đại, đến kết hợp với địa đại, thủy đại kết hợp với thủy đại, phong đại kết hợp với phong đại. Thế thì nó lại biến dị đổi thay, biến hình biến tướng thành những cái hình dạng khác, thành những cái tướng trạng khác. Thế thì hôm qua cái vật chất này nó đã có hình tướng này, hôm nay nó có hình tướng khác. Người thì đấy là cái sự thật của các pháp là nó như vậy, nó không có hình tướng cụ thể nào, nó không có cái tính chất, nó không có cái hình dạng, cái tướng trạng nào. Vậy cho nên là mình sẽ hiểu ra được những cái pháp như vậy để mình không tham đắm, không chấp thủ vào tất cả những cái, vào tất cả mọi sự vật và hiện tượng gì ở trên đời. Nó có chấp thủ vào, thấy là cái nhà tôi đẹp lắm, mà nhà kia xấu, nhưng mà khi mổ xẻ chia sẻ mà nó ra thì đẹp cái xấu đấy nó cũng chỉ là cát đá, xi măng, bê tông, sắt thép, nó như nhau hết. Vì nó chỉ chẳng qua là mình kết hợp nhiều thứ màu mè và nó có cái hình dạng này. Để mai mốt thì nó hủy hoại đi, nó sẽ kết hợp với cái khác, nó sẽ biến đổi biến tướng nó thành những cái hình dạng khác. Thì đấy là cái cách mà niệm pháp để thấy ra sự thật của pháp vốn là vô ngã. Thì niệm thân để thấy thân bất tịnh, niệm thọ để thấy cái thọ là khổ, niệm tâm để thấy cái tâm là vô thường, niệm pháp để thấy các pháp là vô ngã. Mục đích của cái niệm là như thế. Bây giờ còn này, tại sao lại có cái từ niệm xứ, niệm tưởng nhớ, chánh niệm thì đã suy tư quan sát, còn xứ là đối tượng để ghi nhớ, là cái chú xứ an ổn của tâm. Vì khi tưởng nhớ đến những cái đối tượng này thì mình cái tâm nó sẽ kết hợp với những trí tuệ, nó giác ngộ, nó hiểu được các sự thật. Cái đó là niệm xứ. Đối tượng cần phải quan sát có bốn cái, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên là chi tiết từng cái cần phải niệm, là niệm thân. Thực hành chánh niệm thì ra biết các cái sự thật xuất hiện ở trên thân. Ví dụ cái người sơ cơ mà thực hành thì thường thường sẽ chọn cái niệm thân. Thì niệm thân nó sẽ, nó là một cái pháp thô và nó dễ quán niệm nhất, cho nên là thường hay niệm thân. Thế là niệm các quay đi thì đứng nằm ngồi đấy cũng là niệm thân. Nhưng khi đi thì ở biết mình đang đi, khi đứng thì ở biết mình đang đứng, khi nằm thì ở biết mình đang nằm, khi ngồi thì ở biết mình đang ngồi, khi chuỗi con cúi bước thì ấy cũng biết. Chánh niệm tỉnh giác trên các cái quay nghi hoặc chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở vào ra, hơi thở vào biết, hơi thở vào, hơi thở ra biết, hơi thở ra, đấy cũng là một cái niệm thân.
chánh niệm tỉnh giác quan sát các cái ba hai thể trưởng, đấy cũng là niệm thân. Khi đi đứng nằm ngồi mình cũng biết về hơi thở có ba hai thể trưởng, hay quán về một cái đề mục thực hành về tử thi là quan sát thân tứ đa hoặc là quán thì tất cả những cái pháp như là quán về quay ghi, quán hơi thở vào ra, quán ba hai thể trược, quán tử thi, quán tứ đại thì nó vẫn là cái pháp cực đế, là cái pháp tương đối với chưa phải là cái pháp chân đế chân thật. Những cái pháp gì mà tương đối thì nó có thể đạt được cái sự thanh tịnh ở mức tương đối, còn khi mình quán những cái pháp gì tuyệt đối thì mình sẽ dần dần đi đến đạt đến cái mức thanh tịnh tuyệt đối. Ví dụ như là khi mình chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, thì cái hơi thở vào hơi thở ra nó vẫn còn là khái niệm và nó vẫn chỉ là pháp tương đối chưa phải là tuyệt đối. Vì vậy cho nên khi mình đặt mình chú niệm trên hơi thở mình sẽ đạt được tầng thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì những cái tầng thiền đấy nó sẽ chế ngự được những cái ưu vi, những cái tham dục sân hận, âm thầm biện biên chạm cử hối quá hành vi, để chế ngự được cái năm cái thiền cá ở mức tạm thời, chứ nó chưa đạt đến cái gọi là chế ngự được, nó chưa loại trừ được những cái thiền cá ở mức tuyệt đối, để tránh là cái những cái trên những cái pháp tương đối. Còn nếu như mà để mà đạt đến có thể loại trừ được phiền não một cách tuyệt đối thì phải quan sát thân ở những cái pháp chân đế, để quan sát các cái sắc chân đế, quan sát cái tính sinh diệt trên cái sắc chân đế trong khi đi đứng nằm ngồi đối con đối ngưỡng, quan sát cái tính sinh diệt của cái sắc chân đế của hơi thở, quan sát cái tính sinh diệt trên sắc chân đế của 32 thân Phật, 106 thân môn, tăng ngũ uế thân ý. Khi mình quan sát được những cái sắc đấy thì đấy được gọi là mình cũng có, nó đều thuộc về các cái tính chất niệm thân. Ví dụ như là đó thực hành một cái pháp thi như là thiền tứ đại để vị đó chánh niệm tỉnh giác, quan sát cái thân này, những cái gì nó có cái tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ, vì ấy ghi nhận nó là đất. Thì trên thân này nó có những cái nó cứng như là răng, như là xương, như là tóc, như là băng da, có những cái tính thô như là tóc của mình nó thô thiệt, da sần sùi thô thiệt, tóc lông móng, răng da, tất cả có nhiều những cái nó thuộc về cứng thô nặng, có cái nó mềm mịn nhẹ như là thịt của mình nó mềm, như hơi thở vào ra thì nó nhẹ, thì có những cái nó thuộc về nước như là có sự tan chảy kết dính, như là mật đàn đủ máu, có hơi nước mắt nước mũi nước miếng nước nước xương nước tiểu như thế đây, nó thuộc về về nước, về phong, về thủy đại, thủy đại thì nó có những cái đặc tính như thế chảy dính. Vì có cái thủy đại thì các cái thân phần khác nó mới được liên kết với nhau. Thủy đại nó giống như cái chất keo mà nó dính kết lại với nhau. Như khi mình làm nhà mình, cái lúc đầu thì bê tông nó cần phải ướt thì nó có thủy đại thì nó có kết, nó kết dính lại với nhau, để sau đó nó mới khô mới cứng, thì cái tính điện đại nó nổi trội lên. Lúc đầu cái thủy đại nó nổi trội trong thân mình cũng vậy, nên trong thân mình thủy đại nó phải có, nó phải thì nó mới dính kết với các cái thân phần lại với nhau. Nếu mà thủy đại nó mà kéo thì cái thân này nó khô, nó rút rời, nó rơi ra từng mảnh một. Vậy thì nó có đất, có nước, có lửa, những cái hơi nóng và hơi lạnh. Trong thân mình nó không có cái nhiệt độ, lúc nóng lúc lạnh thì cái thân này nó sẽ không có tồn tại được. Vì thế nên những cái người nào mà sầu vào một cái nhanh khắc, cái người đấy đã bị chết rồi, cái hỏa đạo đi mất. Có cái phong đã là cái gió ở trong người, nếu mà cái người mình luôn luôn phải có cái phong đại nó lưu thông, có gió ở tứ chi thì mình mới có thể bước đi được. Mỗi một cái sự cất bước của mình, mỗi một cái duỗi co cúi bước, một cái chuyển động của mình nó phải có cái lực tác động của phong đại, do cái thân của mình khởi lên cái ý muốn
tướng, bởi vì cái tâm của mình nó luôn luôn tạo ra cái sắc pháp,
người nào có cái tâm nhân từ bác ái thì trông thấy những cái sắc mặt của hiền lành phúc hậu, và cái người nào mà có cái tâm mà hung dữ bất thiện thì trong cái sắc mặt trong cái sắc thể hiện ra bên ngoài cũng có cái sự hung dữ, thì đấy nó cũng là những cái sắc mà do tâm nó sinh. Vì vậy cho nên là người ta, tại sao người ta xem tướng, có cái thuật là xem tướng cho người, thì người ta nhìn vào cái sắc, người ta cũng biết được cái tính cách của cái người đấy. Bởi vì cái thuật xem tướng, người ta nhìn vào cái hình tướng và cái sắc ở bên ngoài, người ta thấy được cái tâm của người đấy. Thế thì tướng do tâm sinh, nhưng mà cái tướng này nó không có duy trì mãi. Một cái người cái tâm thay đổi thì tướng nó cũng thay đổi. Vậy nên là nếu như một người có cái sự có cái tâm, có cái khuynh hướng là tu tập tâm thì cái tâm này nó sẽ luôn luôn thay đổi. Thế và cái tướng mạng của những người này cũng sẽ thay đổi theo. Nó cái sắc thì nó do thời tiết nó sinh. Thời tiết là những cái sự tác động của thời tiết nóng lạnh ở bên ngoài, nó cũng tác động vào cái sắc thân. Nên là mình sống ở cái môi trường nào khí hậu nó nóng quá thì mình sẽ thấy cái người ở cái nơi đấy bị thiêu đốt bởi lửa nhiều quá thì cái da nó sẽ đen xì lại, như người da đen, có cái người thì da trắng, ở cái nơi nào nặng thì cái sắc thân thì nó cũng thay đổi theo từng vùng miền khí hậu như vậy. Cho nên là mỗi người sẽ có bị tác động bởi thời tiết, cái sắc thân của con người bị tác động một phần của thời tiết nữa. Mà bên sắc thân nó được nuôi dưỡng bởi vật thực, cho nên là đôi khi vật thực nó cũng sinh lên cái sắc thân. Những người nào mà dùng những cái vật thực tốt thì người đó sẽ có cái sắc thân nó mạnh khỏe hơn, nó tốt hơn. Người nào mà ăn ít vật thực kém thì người đó gầy còm, suy dinh dưỡng. Thế đấy nó cũng là cái sắc thân nó có cái nguyên nhân từ cái vật thực ấy luôn. Thì một cái người quán thân hay là thấy được những cái nhân sinh ra những cái sắc thân thì đấy là những cái nhân nghiệp tâm thời tiết mà vật thực thấy sự diệt tận của sắc thân, tức là mình thấy là cái sắc thân này nó không tồn tại, nó sinh lên nhưng mà nó không có đứng yên, nó không có an trú, nó liên tục, mà nó sinh lên một cái nó lại già ngay lập tức, cái sắc thân nó thế. Đấy, sau này nó chết, nó có một cái sắc da sinh lên là ở cái thời điểm tục sinh, đó là nó sinh, còn lại những cái sắc da còn lại là nó có cái sự tiến tăng trưởng lên, sau đó nó hoại, nó bị biến dị. Nó biến dị là nó già đi, và một cái sát na nó diệt, để nó cứ sinh trụ diệt như vậy, sinh hoại diệt, sinh dị diệt, cứ tiến lên là dị nó diệt, cứ sinh trụ dị diệt, thì tất cả những cái gì thuộc về vật chất nó đều có một cái trạng thái như vậy, nó cứ sinh trụ dị diệt như thế. Đấy là thấy là được cái sự mà nó sinh diệt, thấy cái tính sinh diệt của nó, thấy cái sự diệt tận của nó. Thì diệt tận, thấy cái con đường đưa đến diệt cái sắc thân. Bây giờ cái người đấy thấy, tức là mình thấy được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của cái sắc thân, và mình sinh ra cái tâm nhàn chán đối với cái sắc thân, ly tham, đoạn trừ cái tham ái chấp trước, tham đắm, tham ái chấp thủ vào cái thân, đoạn diệt cái tham ái chấp thủ đấy thì mình đạt được cái trí tuệ. Trí tuệ giác ngộ, nhưng mà được chánh trí thì cái trí tuệ giác ngộ đấy mình đạt đến cái mức độ tận cùng, nên là mình sẽ chứng ngộ được niết bàn từ cái sự quan sát về cái thân đấy. Thế thì đấy là một cái người mà quán thân trên thân, quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ni của đời, thì mình quán như vậy để mình cái trí tuệ càng lúc thì nó sẽ càng hiện ra sâu sắc ra. Mình nhàn chán, mình ly tham, mình không có chấp trước, không tham đắm, không chấp trước, và không có thấy cái khối tứ đại này mình nghĩ là ta.
đạt, và mình chỉ thấy cái tứ đạt này là tứ đạt. Tứ đạt này có cái tính sinh diệt nên nó là vô thường. Cái tứ đạt này là khổ, cái tứ đạt này là vô ngã, là giả tạm, là không thật. Thế thì dần dần trí tuệ của mình nó sẽ thể nhập với cái điều đó, và lúc đấy mình sẽ đi đến cái trạng thái là đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ cái thân này một cách tuyệt đối, và lúc đấy mình sẽ chứng đắc được niết bàn là khổ đau. Đấy là cái thuộc về quán thân. Đến cái pháp nữa gọi là niệm thọ, quán thọ. Thế nào là quán thọ? Thọ ở đây là trí tuệ, là để mình tuệ chi các cái cảm thọ sinh lên như họ thì họ im, họ sắc, họ khổ, họ nạn. Thế thì những cái cảm thọ ở nơi thân và những cái cảm thọ ở nơi tâm, thấy là cái thọ ấy nó sinh lên như là khi nào mình vui thì mình biết là mình đang vui, nhưng mà mình không biết được là cái nhân nào sinh cái niềm vui đấy. Cái niềm vui đấy khi là buồn thì mình biết nó buồn, nhưng mà cái nhân sinh cái buồn thì nó ở đâu? Vậy thì cái người tuệ chi các cái cảm thọ thì mình thấy được là khi sóng thân tiếp xúc với sóng trần, khi con mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc khả ái, tức là một cái cảnh sắc mà mình cho là tốt đẹp, cứ thích cảnh sắc đấy, có thể sinh lên cái niềm hoan hỉ, đó là thọ hỉ. Cũng cái cảnh sắc mình nhìn thấy nhưng mình là tiếp xúc với một cái cảnh sắc chán ghét thì mình sinh ra cái thọ im buồn phiền, đó là cảm thọ. Và thọ im hoặc là một cái cảnh nó không vui không buồn thì nó là thọ sắc. Ơi khi tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị, nó cũng tương tự như thế. Nếu mình thích thú quá thì nó sẽ nhân cái thọ hỉ, tức là niềm vui. Nếu như mình mà nhàm chán, chán ghét nó thì nó sinh ra cái thọ im buồn phiền. Nếu mình không có yêu không ghét thì nó là sự dừng dưng, thì cái đấy là thọ sạch. Thì khi thân mình tiếp xúc với một cái gì đó êm ái thì nó thọ nạn, một cái gì đó mà nó đau đớn khó chịu thì nó thọ khổ, thì nó có năm cái loại cảm thọ như thế. Quán thọ để làm cái gì? Để nhàm chán ni tham đoạn tuyệt, từ bỏ tham ái chấp thủ được với thọ. Thế thì bây giờ ở trên đời này mỗi người có một cái tham ái, một cái chấp thủ khác nhau. Có cái người thì nặng về tham ái đối với sắc, thì cái người đấy luôn luôn đi tìm một cái cảnh đẹp, một cái cảnh đẹp và tham ái chấp thủ đây là sắc này là tôi, là của tôi, là tự nhiên của tôi. Có người thì có cái nặng về tham ái đối với thọ, luôn luôn đi tìm cái niềm vui, cái làm sao mình có được cái niềm vui, muốn đi tìm cái sự vui chơi giải trí, cho nên là người ta hay thích đi đến những cái chỗ nào có nhiều cái trò chơi. Người lớn cũng vậy, trẻ con cũng vậy, hay tìm đến những cái gì đó để giải trí vui chơi. Đấy là những người mình thích chạy theo những cái cảm thọ, mình nghĩ là cái cảm thọ đấy là một cái gì đó làm cho người ta say mê tham đắm, mình đã ưa thích đắm nhiễm vào những cái cảm thọ này. Chính vì mình đắm nhiễm vào những cái cảm thọ ấy, cho nên là cứ đi chạy theo những cái niềm vui ở cái thế gian và cái thế của cái trần dục, mình cứ nghĩ là mình có cái này mình sẽ vui, cho nên là mình phải đi kiếm nó cho bằng được để mình đạt được cái niềm vui đấy. Mình cứ tiếp xúc với cái này mình sẽ có niềm vui, cho nên là mình phải luôn luôn đưa các căn đi chạy theo các cảnh trần, tiếp xúc với các cảnh trần đó để cho mình có những cái niềm, có những cái cảm thọ ưa thích, vui thích, mình nó sinh ra cái sự say mê tham lam phóng dật. Vậy thì cái quán những cái cảm thọ đấy để mình thấy rằng là họ thọ này nó chỉ là một cái giả tạm, nó là do các căn nó tiếp xúc với cảnh trần, rồi là mình sinh ra những cái thọ, rồi là thọ ấy nó chỉ thoáng qua, những cái thọ nó chỉ là như nó chỉ là một cái cơn gió nó thoảng qua, hay là một cái tia chớp nó né lên một cái và nó tắt đi ngay. Thì tất cả những cảm thọ như vậy, không có cái cảm thọ gì mà nó có thể duy trì tồn tại lâu dài được.
Vì đấy, nó có những cái ngoại cảm thọ thuộc về pháp hạ nhiệt và nó có những cái cảm thọ thuộc về những cái pháp cao thượng. Ví dụ như là những cái cảm thọ khi các căn tiếp xúc với các cảnh trần, nó thuộc về những cái cảm thọ ở dục giới, thì những cái cảm thọ nó thuộc về thọ kem. Có những cái cảm thọ thì nó thuộc về cao thượng, như là khi mình có những cái trạng thái tâm cao thượng, như là một cái người chứng đắc các tầng thiền. Ở sơ thiền có những cái cảm thọ là thọ hỷ, thì cái cảm thọ đấy nó sinh ra do cái sự xa lìa những cái trần dục. Còn ở cái cảnh những cái tâm dục giới thì các cái cảm thọ nó sinh ra khi mình tiếp xúc với cảnh trần. Những cái cảm thọ ở trên các cái tầng thiền thì nó sẽ duy trì được lâu hơn. Nó tuy là nó lâu hơn nhưng mà nó vẫn có cái tính vô thường. Nhưng là cho nên thời xưa có một người hỏi Đức Phật ấy, bây giờ một vị Phật với một vị vua thì ai là cái người hạnh phúc và ai là cái người hạnh phúc hơn? Một vị Phật thì từ bỏ gia đình sống không gia đình, giống như một những cái vị tỳ kheo từ bỏ gia đình sống không gia đình, các vị ấy có những niềm vui gì? Các căn không có ưa thích với những cái cảnh ở bên ngoài, luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác. Thế thì lúc đấy một số các vị bà la môn ngồi bàn luận với nhau như thế, một vị vua thì được hưởng thụ rất là nhiều những cái lạc thú cái trần tục của thế gian, còn một cái vị tu, một cái người tu hành thì họ là từ chối những cái hưởng thụ những cái ngũ dục của thế gian. Vậy ai là cái người hạnh phúc, ai là người khổ đau? Thế lúc đấy có những cái người mà có cái tâm khuynh hướng về hưởng thụ cái dục lạc thế gian thì nghĩ là một vị vua sẽ sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Còn những cái người mà có cái trí tuệ để hiểu ra được cái an vui thật sự là khi mà cái tâm nó không có bị động bởi những cái ngoại cảnh bên ngoài thì nó là một cái người tu hành sẽ sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Thế lúc đấy Đức Phật là đã lấy một cái ví dụ để giải thích cho những cái vị đó hiểu rằng về bây giờ một cái vị vua đấy thì đấy có thể hưởng thụ một cái niềm vui gì đó mà nó thể kéo dài liên tục trong 7 ngày thì lên được không? Nếu một cái vị vua đó có thể hưởng thụ được cái cảnh niềm vui ở thế gian, những cảnh nhũ nhược thế gian, sắc thanh hương vị xúc liên tục trong 7 ngày thì lên được không? Thì các vị đó bảo là không thể. Một vị dù một người có hưởng thụ tất cả những niềm vui nhưng nó không thể liên tục suốt 7 ngày thì lên được, vì đó không thể là bị ngủ nghỉ và lúc nào cũng hưởng thụ cái sự cái niềm vui ở thế gian được. Nhưng mà Đức Phật nói là ta có thể trú vào một cái trạng thái hỷ lạc do đi dục sinh liên tục bảy ngày trở lên. Ví dụ như là Đức Phật nói ta có thể nhập vào một cái tầng thiền, ví dụ như sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền, hay một cái bất cứ một tầng thiền nào đấy, ở trong cái tầng thiền đấy là một cái trạng thái ni dục ni an bất thiên pháp, một cái trạng thái hỷ lạc do cái sự ni dục ni an bất thiên pháp về nhập sinh, và cái trạng thái đấy nó có thể duy trì liên tục suốt 7 ngày 7 đêm mà không động đậy, không nhúc nhích, không gián đoạn, tức là cái trạng thái hỷ lạc ở trong một cái pháp thiền nó có thể duy trì liên tục mà không bị gián đoạn. Còn những cái niềm vui ở thế gian thì nó thì thoáng qua và nó liên tục gián đoạn. Thì đấy nó cũng là những cái trạng thái và các cái cảm thọ. Vì vậy cho nên là những cái người mà đắc các cái tầng thiền định khi mà kết quả của tầng thiền đấy tái sinh về các quả pháp thiên có cái tuổi thọ rất là lâu, bởi vì những cái trạng thái tâm này nó rất là vững chắc. Lâu có thể là một vị đấy có thể sống lâu bằng một đại kiếp trái đất này, có thể vị đó có thể sống lâu bằng 100 đại kiếp hoặc 500 đại kiếp trái đất này, hoặc 1.000 hoặc 80.000 đại kiếp trái đất này. Vì cái tuổi thọ nó lâu, vì cái trạng thái tâm của đấy nó vững vàng, nhưng nó vẫn nằm ở trong sự vô thường, chứ nó chưa đạt đến cái sự chân thường. Chỉ khi nào đạt được cái sự giác ngộ, đạt được cái sự vô thường khổ vô ngã trên các cái cảm thọ, đạt đến cái sự nhàm chán ni tham đoạn diệt từ bỏ tham ái chấp phụ về các cảm thọ này, vì đó mới đạt được cái trí tuệ thật sự, cái trí tuệ tuyệt đối mà chứng đắc được niết bàn. Đấy là cái quán thọ như thế để mình từ bỏ
những cái tham ái và các cái cảm thọ. Các cảm thọ là những cái sự mình ưa thích hưởng thụ những cái niềm vui ở thế gian, dù là niềm vui hạ nhiệt hay là cao thượng, ngắn ngủi hay là dài lâu, thì những cái niềm vui đấy vẫn là vô thường của vô ngã. Từ bỏ những cái tham ái chấp thủ với những cái cảm thọ đấy, thì mình mới đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là quán thọ, mục đích là để như vậy. Còn quán tâm, quán tâm thì nó lại là một cái khác, nó lại vi tế hơn quán thọ. Ví dụ bây giờ mình quán thân thì mình sẽ thấy nó thô, nó dễ, nhưng mà nói đến quán thọ một cái nó đã mơ hồ, vì thọ nó thuộc về một cái trạng thái tinh thần, không phải là ai cũng thấy, ai cũng hiểu, ai cũng dễ dàng mà hiểu được cái cảm thọ. Ví dụ như là bây giờ một cái mà cảm thọ nó rất là dễ hiểu, mình để ý xem là mình ngồi nó có đau nhất cái chỗ nào, thì cái đau này nó thuộc về một những cảm thọ. Nhưng mà rồi mình trở chân đi cái nó sẽ hết đau, nên đấy là cái cảm thọ nó không có tồn tại mãi. Thì trên thân hay trong tâm mình để ý là mình đang vui hay đang buồn hay đang không vui không buồn, thì đấy là cảm thọ này. Nhưng mà để mà quán được cái cảm thọ mình đã thấy nó mơ hồ khó hơn. Nhưng bây giờ quán đến tâm thì lại còn khó hơn thọ. Để mà quán được tâm đấy thì nó lại còn khó hơn là quán thọ, bởi vì tâm nó lại là một cái gì đó là vi tế hơn, sâu sắc hơn, tinh tế hơn. Để cần cái người mà càng có trí tuệ hơn, sâu hơn thì mới càng quán được những cái pháp sâu. Người mà trí tuệ không sâu thì không quán được những cái pháp sâu. Quán tâm là quán này, quán tâm là tuệ chi tâm và các tâm sở, tâm gồm có rất nhiều các loại tâm, 121 tâm, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, có những tâm thuộc về siêu thế. Đấy là cái để mình quán tâm thì giờ mình phải quán, ví dụ như là với tâm có tham vì ấy tuệ chi tâm có tham, tâm không tham thì tuệ chi tâm không tham, với tâm có sân thì ấy tuệ chi tâm có sân, tâm không sân để tuệ chi tâm không sân. Thì cái quán tâm là vậy. À, quán tâm ở đây khi mà cái tâm của mình, ví dụ bây giờ mình quán về tâm tham, Đức Phật này quán về tâm tham, thế mình chỉ hướng tâm vào trong tâm mình biết là tâm mình đang có tham, mình biết là tâm có tham. Nhưng mà cái tâm này, một cái tâm tham này, nó có rất là nhiều cái loại khác nhau. Thì cái tâm tham nó thuộc về tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba loại tâm, đó là tham sân si. Thì trong đó tâm tham nó có tám loại. Tâm tham có tâm tham tà kiến, thọ hỷ cần phải có ác động nó mới khởi lên. Tâm tham nó sinh ra từ một cái sự hiểu biết sai, hiểu biết sai trái về một cái sự thật nào đó, cho nên nó sinh ra cái tâm tham. Ví dụ như là bây giờ con mắt mình nhìn vào một cái cảnh sắc ở bên ngoài và mình lại có một cái hiểu biết sai về cái cảnh sắc đấy. Ví dụ cái cảnh sắc mình nhìn vào đó, mình khen là ôi cái cảnh này đẹp quá, mình hoan hỉ thích thú với nó, đấy gọi là tham tàn kiến. Có họ hỉ nhưng mà do người khác tác động, người khác bảo này nhìn cái cảnh kia có đẹp không, một cái cảnh kia đẹp chưa thiệt. Nhưng với người khác tác động lên như thế, thế là bình thường ấy thì mình không có quan tâm, không để ý, không nghĩ nó là đẹp. Nhưng mà do có người khác tác động vào, cho nên là mình nghĩ nó là đẹp, nó là tham tà kiến họ hỉ cần tác động. Có cái tham tà kiến họ hỉ không cần tác động, tham tà kiến họ sẵn cần tác động, tham tà kiến họ sẵn không cần tác động, tham lãng mạn họ hỉ cần tác động, tham lãng mạn họ hỉ không cần tác động, tham lãng mạn họ sẵn cần tác động, và có cái tham lãng mạn họ sẵn không cần tác động, có tám cái loại tham như thế. Thế bây giờ mình sẽ tìm hiểu những cái nguyên nhân nó sinh ra từng cái tâm một này, từng cái tâm tham một. Quán để những cái tâm của mình nó dễ thấy từng cái tâm. Ví dụ một cái tâm tham nó trở nên khi nó sự tác ý sai lầm với các pháp hữu vi, như cái này là thường là tịnh thì được gọi là tham tà kiến.
Ví dụ như con mắt thấy cảnh sắc cả hai hấp dẫn, nhìn là ôi cái này đẹp quá, thì đó là tham tạp kiến nó khởi lên. Vì cái cảnh ở thế gian này, cái cảnh nó cái gì nó cũng bất tịnh chứ không có cái gì nó đẹp. Mình mà nghĩ là nó đẹp thì là mình đang hiểu sai. Ví dụ mình ôi bông hoa này nó đẹp quá, nhưng mà thật sự nó có đẹp không? Khi mà mình mổ xẻ nó ra, mình sẽ thấy bông hoa nó từ đâu mọc lên, từ đất, nước, lửa, gió. Mà bông hoa nó đẹp làm sao? Vì nó hút nhiều phân, nó được trồng ở những cái đất bùn hôi tanh, hàng ngày nó hút những cái chất hôi tanh đấy. Cái mà sinh ra nó càng bất tinh thì bây giờ nó trông nó lại càng khoe sắc đẹp đẽ. Đấy nó chỉ là cái giả, cái tướng, cái hình tướng ấy nó chỉ là giả, nó không thật. Nó ẩn chứa bên trong nó vẫn là cái sự bất tinh. Nếu mình không tin thứ hai nó để xem đấy bên trong nó tàn thì sẽ khố chứ, và nó cũng sẽ bị diệt đi. Thế thì cái gì nó cũng thế. Mình thấy một người này đẹp quá, nhưng chẳng may người đó mình chết đi, mình để 3-4 ngày mình xem, bắt đầu nó sẽ cái mùi hôi thối nó sẽ bốc lên khủng khiếp. Lúc đấy bảo mình hãy đến đấy thưởng thức cái đẹp đi, thì lúc đấy mình cũng sẽ chạy mất. Cái bản chất sự thật là như thế, ở trên đời không có gì đẹp. Vậy mà mình cũng còn thấy cái đẹp mình còn đang tàn tiến, còn có tàn tiến là mình sẽ còn có tâm tham khởi lên. Tâm tham khởi lên có khi mình có hơn cái niềm vui, nhưng mà cũng có khi mình dừng dưng. Vậy cho nên là cái có lúc mình tham với thọ hỉ, có lúc tham với thọ xả. Tham thì nó chỉ có hai trạng thái, một là hỉ, hai là xả thôi. Nếu mà được đặt tâm tưởng người khác, như người khác nói là cái này đẹp, thì mình bị tác động bởi người khác như vậy thì đó là tham cần tác động. Còn nếu như là mình không cần tác động, tự mình biết là tham cái cảnh đấy, là mình tự mình khởi lên tà kiến, tự mình khởi lên tâm tham, không ai cần tác động vào mình thì đó là tham không cần tác động. Cho nên là nó có bốn loại tâm tham tương ứng với tà kiến như vậy. Tham có hiện cần tác động, không cần tác động, tham có sản cần tác động, và tham có sản không cần tác động. Còn ngã mạn nó cũng thế. Ngã mạn là thế này, tham ngã mạn. Ngã mạn là mình có cái sự so sánh hơn thua giữa mình với người khác. Khi nào mà cái tâm của mình nó có cái sự so sánh giữa mình với người, người với người, cái của mình với cái của người, vì mình có cái sự chấp ngã ở trong đấy, có cái ta, có cái tôi, có cái của tôi ở trong đấy, thì nó sẽ có cái tâm ngã mạn. Ngã là cái bản ngã, cái tự ngã. Nó khởi lên, nó cũng đi kèm với tâm tham. Khi mình so sánh giữa mình với người khác thì tâm tham ngã mạn sẽ khởi lên. Ví dụ mình nghĩ rằng sắc của ta đẹp hơn sắc người kia, mình chỉ cần nghĩ đơn giản như thế thôi, rồi mình đẹp hơn người kia, lúc đấy là có tâm tham ngã mạn khởi lên. Cái tâm tham nó khoái chí, nó thích thú với cái sự hơn người đấy, là nó có cái hỉ nó sinh lên. Nhưng mà cũng có lúc mình nó khởi lên một cách thường xuyên, quen thuộc rồi thì nó cảm thấy dửng dưng. Mình cứ nhìn mình biết là mình hơn người, mình nhìn mình biết là hơn. Nó cứ có cái sự hơn thua như thế là nó sẽ có cái tâm ngã mạn. Sắc ngã mạn về sắc mình có thể là chấp ở sắc, ngã mạn về thanh mình có thể chấp vào cái âm thanh mình có cái tiếng hay hơn người kia, hay là có cái hương vị xúc, hay là ngã mạn về những cái nó thuộc về sở hữu của mình. Hơn người kia về tài sản, hơn người kia về trí tuệ, hơn người kia về sắc đẹp, hơn người kia về quyền lực, hơn người kia về mọi thứ vân vân, thì cứ nghĩ mình có cái hơn kém ở trong đấy, thì ngay cái lúc mà mình khởi lên như vậy thì nó là tâm tham ngã mạn nó khởi lên. Vậy có khi tham ngã mạn nó đi với thọ hỉ, có khi nó đi với thọ xả, có khi nó cần tác động. Ví dụ bình thường thì mình không ngã mạn đâu, nhưng mà có người khác, mình chơi thân cận với những người khác, người ta cứ tác động mà người ta bảo bạn hơn người kia hay bạn hơn người kia, bạn là khỏe hơn người kia, giỏi hơn người kia, đẹp hơn người kia, có nhiều tài sản, nhiều trí tuệ hơn. Thế thì tự nhiên mình bị người khác kích động như vậy thì mình mới khởi lên ngã mạn. Chứ bình thường mình không bị tác động như thế, không có người xúi dục như thế,
thì mình cũng không trở nên cái tâm ngã mạn. Cho nên là nó rất dễ trở nên cái tâm ngã mạn như thế. Cái người mà có ngã mạn là cái người đấy bắt đầu khai sinh cái sự khen chê, bắt đầu cái người đấy dần dần bắt đầu thích khen, cứ ai khen là bắt đầu thích khoái vui vẻ cười, yêu quý những người khen, bắt đầu ai chê bắt đầu ghét, chê nhau thì bắt đầu là để ý ghét và hiểm hận giận hờn. Cái người ngã mạn sẽ sinh đi kèm với những cái trạng thái như thế. Với cái người nào mình có một cái gì đó mình tự mãn, mình hoan hỉ, mình tự mãn với cái điều đấy, thì cái tự mãn nó sẽ đi với cái sự si mê, say mê, tham đắm với cái điều đó. Mình thấy mình nghĩ là mình đẹp thì mình sẽ sinh say mê, tham đắm, phóng dật, khen nhìn trên người nó sẽ bị kèm theo. Nên là những người nào mà ngã mạn mà có nghĩa là mình thỏa mãn một cái điều gì đó, mình cảm thấy tự mãn đến một cái điều gì đó, nó cũng trở nên cái tâm ngã mạn này. Mình tự mãn ví dụ như là bây giờ một cái đứa học sinh học hết cấp 1 tự mãn, học thế là đủ rồi, thế là nó tự mãn, và sau học thế là đủ rồi, hơn mấy cái đứa kia chưa học xong, kia chưa đi học, đấy là nó có cái tự mãn. Vì khi mà mình tự mãn là bắt đầu mình nhìn xuống và mình hơn khối người và mình cảm thấy hài lòng, thỏa mãn, tự mãn, rồi bắt đầu sinh ra cái sự say mê đối với cái thành tựu của mình, cái thành quả của mình, tham đắm với cái thành quả đấy của mình, bắt đầu sinh ra cái tâm phóng dật, không có cái sự cố gắng hơn nữa, không có cái sự tinh tấn, không có cái sự cầu tiến hơn nữa, mình sẽ dừng lại ở đấy và mình sẽ bị thối lui. Với cái người nào mà cứ ngã mạn về một cái vấn đề gì đó, mình sẽ thối lui vào cái vấn đề đấy. Mình không ngã mạn thì mình sẽ còn tiến lên, người nào ngã mạn sẽ bị lui tụt xuống. Ngã mạn nó là vì vậy cho nên là ngã mạn là một trong những tâm bất thiện. Tham tà kiến cũng là tâm bất thiện, mà tham ngã mạn cũng là tâm bất thiện. Là cả hai cái này nó có tâm tham cả kiến, có bốn tham ngã mạn, có bốn tám tâm tham. Còn đến tâm sân thì nó có hai loại sân. Sân thì bao giờ nó cũng có cái cảm gọi là y phiền, cái sân cần tác động, y một cái thọ sân không cần tác động. Nếu như tâm có sân thì đã biết tâm có sân. Tâm có sân là làm sao mình biết tâm có sân, tâm không có sân? Khi không hài lòng với một ai đó mình khởi lên thì sân nó sẽ khởi lên, tức là mình sân giận, giận hờn với một ai đó, tức tối, tức bố với một ai đó. Ví dụ bây giờ cái tâm sân thì nó phải có một cái đối tượng nó làm cho mình sân, ai đó làm cho mình sân. Ví dụ khi mình đang ngồi có một cái gì đó nó rơi vào đầu mình, nghĩ là có người nào đó chơi đều đang ném mình, thế mình sân, tức tối buồn phiền, đi tìm cái đối tượng, tìm cái người nào đó đang có cái ý đồ chơi xấu mình. Thế thì quay đi quay lại mình thấy là do gió nó làm cho một trái cây nó cũng rơi xuống, mình buồn cười thôi, bực mình sai lầm. Thì cái tâm sân nó khởi lên khi nào mình có một cái sự tức giận với một ai đó sẽ làm cho mình tức giận. Thế bây giờ mình giận những cái vô tri thì đấy là một sự vô lý, tức giận với những cái điều vô tri vô nhân. Cho nên là ít khi người ta tức giận với những cái điều vô tri. Ví dụ như là bây giờ chẳng may mà có ai mà đến phá khách nhà cửa mình chỉ cần học khóc một chút thôi, mình sẽ chạy sang nhà người ta, mình gây hỗn, gây sự ngay lập tức. Bởi vì mình sân giận tức tối, bực bội nó sẽ khởi lên. Nhưng mà bây giờ có một cơn cuồng phong bão tố nó đổ về, nó làm sập nhà sập cửa, nó làm cho mình là tiêu tan hết tài sản, mình vẫn cứ đứng mình nhìn nó. Thế thì đấy nó là tâm sân nó sẽ khởi lên khi mình tức giận, thì được gọi là sân giận. Khi mình thấy một cái người khác đó có cái sự hơn mình, mà mình khó chịu với cái người khác hơn mình ấy, thì nó cũng là tâm sân, nó là sân tập, nó là tập đố. Thế thì
có những lúc mình là sân giận, có lúc thì sân tật. Lúc được bỏng trẻ nó khởi lên thì khi mình có ai đó đến xin mình cái gì đó mình không muốn cho, mình muốn giữ cái trong cái gì đó chỉ mình mới có, mình không muốn cho người khác có, thì đó gọi là bỏng trẻ, không muốn chia sẻ cái của mình với người khác. Thì đó cũng là tâm sân, sân giận. Khi mình hối hận vì một việc đã làm hoặc là hối hận vì một cái điều mình chưa làm thì đó là sân hối. Sân nó có bốn loại nhỉ, sân tận là hố, tất cả sân đều có một cảm thọ là y, y phiền. Khi nào y phiền thì nó có tận sân, nếu nó có sự tác động thì nó là sân cần nhắc bảo hay cần tác động, mà nó không cần tác động thì nó là sân không cần tác động. Thế là mỗi tâm của mình khởi lên cái điều tâm sân như vậy, khi mà mình đang sân là nó phát sinh ra một cái hành động thì cái hành động đấy sẽ là một cái hành động đáng sợ, những cái hành động bất thiện. Cái tâm sân mà nó kết hợp với một cái lời nói sẽ là một cái lời nói nguy hiểm, những cái hành động sẽ là hành động nguy hiểm. Vì sân mình sẽ chút giận lên một cái đối tượng nào đó, sân nó có một cái sự tàn phá, như là lửa sân có cái sự phá hoại thiêu đốt, tàn hại độc ác. Còn tâm si thì nó có hai loại tâm si. Khi nào tâm mình mà biết, tại mình có biết được trong tâm mình có si không? Làm sao mình biết được tâm si? Si thì có thể là nó ở trong cái tâm sân đấy nó có si, mà ở trong tâm tham nó có si. Khi nào mình có tâm tham khởi lên thì nó cũng có cái si nó đi kèm. Si là cái sự nghiệp biết sai cho nên nó sinh ra tâm tham, tham tà kiến. Si là do mình chấp mình có tự ngã cho nên là nó có tâm tham ngã mạn. Si là mình tức giận một cái điều gì đó, do mình có cái sự tham ái chấp thủ đối với bản thân mình nhiều quá cho nên là mình có cái tự ái cao quá cho nên là nó sinh ra những tâm sân. Thì chi nó có ở trong tham, chi nó có ở trong sân, nhưng mà có si mà nó không ở trong tham, không ở trong sân, nó cũng có cả những cái tâm si mà nó không đi kèm với tham, nó không đi kèm với sân, nó thuần một loại si, đó là si phóng dật và si hoài nghi. Hai cái này si nó thể đi theo với một cái sự phóng dật, là một cái tâm của năng sang năng sang. Và lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện khác, nó không có trú ở một cái gì đó yên ổn, cố định, nó luôn luôn dao động, luôn luôn bất ổn, thì đấy được gọi là cái người đó là tâm si. Ví dụ cái người nào mà có cái tâm si thì cái người đó thứ nhất là có cái tính năng sang, đứng không yên, ngồi không yên, năng sang năng sang, cứ nó đi chỗ này một tí xong là chạy năng sang đến chỗ khác. Người đó có cái tính giống như là một cái con bướm, nó cứ năng sang từ cành này sang cành khác. Người có tâm si thì ở đâu cũng không yên, đứng đâu không yên, làm gì không yên, mà nó cứ thích năng sang, cứ thích chạy nhảy. Thì tâm năng sang chạy nhảy là tâm si. Lúc mình nghĩ chuyện này thì nghĩ ra chuyện khác thì tâm nó rất là bất an, rất là tán loạn, thì đấy thì còn là si phóng dật. Cho nên cái người nào năng sang cái người đó gọi là phóng dật. Cái người phóng dật đấy là cái người si mê, không có trụ được. Nên người si mê đấy là cái tâm nó không có vững vàng, nó không có lập trường, nó không có cái sự cố định gì cả. Nên cái người đấy thì dễ bị dao động, giống như là một cái vật gì đó trước gió nó thổi ở góc này, giống như dao đạn mới trôi nhé. Cái tâm ấy, cái gió nó thổi hướng đông thì bắt đầu bị nó dạt về hướng đông, gió thổi về tây thì cái dao nó dạt về phương tây, gió thổi về nam dao nhạt phương nam, gió thổi nhé thì dao chặt về phương bắc. Thì cái tâm nó cũng vậy, cái người đấy có cái tâm yếu ớt, người ta rủ đi phương đông chơi là đi, người ở phương nam người ta rủ đi cũng đi, người phương bắc người ta rủ đi bắc cũng đi, cứ cho nên cái người đó cứ bị năng sang, cứ bị tác động của người khác. Cái người đấy người ta khen một cái là thích, người ta chê một cái là buồn, mình không có cái sự lập trường, không có một cái sự yên ổn gì cả, mình cứ luôn luôn bị lệ thuộc vào người khác. Thì đấy là cái tâm phóng dật. Nó như thế. Thì cái đấy là tâm si, nó giống như một đứa trẻ, ai cũng dụ nó được, ai cũng bảo nó được, ai cũng lừa nó được. Thì cái người có tâm si như vậy,
ai cũng có thể lừa gạt được, ai cũng có thể dụ dỗ được, ai cũng có thể tác động làm cho người đó vui buồn được. Đấy là tâm, đấy là tâm si. Vậy, đấy là một cái loại si phóng dật, cái tâm si hoài nghi là khi mà mình có cái sự nghi ngờ về sự thật, thấy sự thật mà mình không biết đây là sự thật, là mình cứ nghi ngờ thắc mắc. Ví dụ mình gặp một cái người mà mình không biết người này là người tốt hay người xấu, mình cứ nghi ngờ, thấy người tốt gặp chắc người này để người xấu, thấy người xấu gặp chắc người này là người tốt. Thế thì mình cứ nghi ngờ như thế, đi đến lúc cái gì cũng khiến cho mình nghi, cái gì cũng khiến cho cái người phải hoài nghi thắc mắc. Thì cái sự nghi ngờ như thế đó là si, bởi vì là mình không có biết phân biệt phải cái đúng sai, hay được tốt xấu, tránh tà, những cái điều đó mình không biết, đây là tà, đây là tránh. Mình gặp những cái điều chân tránh mình nghi mà không biết là tránh hay là tà. Thấy những cái tà cũng nghi ngờ, không biết đây là tà hay tránh. Chính vì cái sự nghi ngờ cho nên luôn luôn do dự, làm cái gì mà không biết là làm cái này nó sẽ thành hay bại. Rồi này, mình làm cái gì do dự như thế nên không có sự quyết đoán. Vì không quyết đoán như thế cho nên là luôn luôn bỏ cuộc, làm cái gì cũng được một chút thì sẽ bỏ cuộc. Không có cái gì là làm cho nó trọn vẹn, không có cái gì là làm cho dứt khoát, cho nên là không làm được việc gì. Vì vậy người si là thế, người si sẽ không làm được một cái việc gì mà cho nó thành tựu được. Người si đấy là được gọi là si hoài nghi, luôn luôn nghi ngờ, không biết phân biệt phải trái đúng sai. Thì mình quán, bây giờ mình nhìn vào trong tâm mình có quán được như thế không? Mình có thấy được tâm tôi đang có si đây, tôi đang bị si đây, mình có thấy được? Có khi nào mình thấy được cái tôi đang bị si đây? Tôi đang khi mình tâm có tham thì có thấy được, có tham thì dễ thấy hơn, có sân thấy được. Khi mình có sân mình thấy thế nào? Tôi đang tức này, tôi đang giận này, tôi đang bực này, mình thấy. Nên bây giờ tâm có si mình thấy được, cũng có thể thấy được, nếu mình biết cách thấy thì nó vẫn thấy. Đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, quán tâm như thế. Và bây giờ đến các cái tâm thiện, ở cái thiện tâm thiện được giới, tâm thiện thọ hỷ, có trí cần tác động. Một cái tâm thiện, một cái khi mình khởi lên một cái tâm thiện mà nó có cái niềm vui, có trí tuệ và có sự tác động lại một cái mặt tâm thiện. Ví dụ như là cái tâm thiện nó khởi lên khi mình có sự tác ý đúng một cái gì đó, nhờ người khác tác động mình mới đi làm phước thiện với một cái tâm hoan hỷ, với trí tuệ hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Đây là một cái tâm thiện. Ví dụ như là bây giờ mình luôn luôn quan sát về nghiệp và quả của nghiệp thì lúc đấy là tâm thiện, và cái tâm thiện đó là nó đi hợp với trí tuệ. Hoặc là mình khởi lên một cái ý muốn ấy, ta sẽ làm cái việc này, ta sẽ đi làm một cái việc, ví dụ như là ta sẽ đi lễ Phật, mình khởi lên một cái tâm như thế, nghiền lúc đấy là tâm thiện, mình thấy vui, thì lúc đấy tâm thiện có hỷ, mình hiểu là lễ Phật sẽ để lại cái công đức phước này là có trí, và nhờ người khác tác động, người khác rủ mình mới đi, thì đó là có sự tác động. Mà không có người khác rủ mình, tự mình đi thì đó là không cần tác động. Mình khởi lên cái mình làm về phước thiện đấy với một cái tâm dửng dưng thì nó không cần, không có hỷ, hoan hỷ thì nó không có hỷ. Tâm thiện có hỷ, có trí, không cần tác động. Có một cái tâm thiện họ giả cần tác động. Một cái tâm thiện như một người khác, nhiều người khác tác động mình mới đi làm một cái việc phước thiện gì đấy, làm với một cái tâm thản nhiên, làm với một cái trí tuệ hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đấy là có trí. Tức là khi mà mình làm một cái việc thiện gì đó, một cái việc tốt đẹp gì đó, nhưng mà mình có cái sự hiểu biết về nghiệp của mình, hiểu biết cái việc mình đang làm đấy là việc tốt hay xấu, thì đó là có trí. Còn nếu mình mà không hiểu biết, mình chỉ làm mà mình không hiểu biết gì về nghiệp và quả của nghiệp nào, thì là cái việc phước thiện đấy nó không có trí. Cho nên là có lúc thì nó họ giải, lúc nó họ hỉ,
lúc nó cần sự tác động và không cần sự tác động. Cho nên là cái tâm thiện có khi nó có tuệ đi kèm, có khi nó không có tuệ đi kèm, thì nó có tất cả các án tâm thiện như thế. Tâm thiện có thể ly trí, cần tác động. Ví dụ mình nhờ người khác tác động mình mới đi làm tâm thiện, làm với tâm hoan, nhưng không có trí tuệ hiểu biết về quả của nghiệp. Nên là những cái người mà người ta không được học Phật pháp, người ta sẽ không có cái sự hiểu biết rằng là cái hành động này, một cái việc phước nó sẽ để lại cái quả báo, đó là phước thiện này. Thì những cái người mà có thiện tâm và ly trí thì rất là nhiều, bởi vì những người đa số mọi người thế gian là không có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, người ta không có niềm tin là có kiếp sau, người ta không có niềm tin là nó sẽ có cái quả báo và có cái sự trổ quả. Còn có những người có niềm tin thì cái số lượng những người mà có sự hiểu biết về cái nghiệp này, người có niềm tin là sẽ có đời này, có đời sau, có cái nhân thiện, có nhân ác, có cái quả khổ đau và có cái quả an vui. Người có cái hiểu biết, có cái niềm tin như vậy thì cái người đấy mới có trí tuệ, mới có cái tâm thiện, có hỷ ni trí, không cần tác động, có tâm xả ni trí, cần tác động, có tâm xả ni trí, không cần tác động. Vì vậy cho nên là cái người mà làm việc phước thì hiểu, nhưng mà việc phước mà đi kèm với trí tuệ thì không hiểu, thì chỉ những người mà có hiểu giáo pháp, được học đạo pháp, nghe giáo pháp thì mới có trí tuệ. Cho nên là cái phước thì này, những cái những cái tâm thiện này nó là nhân và nó sẽ trổ quả là tương lai. Thì khi nó trổ quả cái tâm thiện ni trí thì nó sẽ trổ cái quả, đó là cái người đấy có cái phước vật mà không có phước trí. Còn cái có cái tâm thiện mà nó kết hợp với trí tuệ thì nó sẽ trổ quả, đó là vừa có trí tuệ, vừa có vật chất, vừa có trí tuệ. Cho nên là ở trên đời có những cái hạng người mà người ta có cái vật chất nhưng lại không có trí tuệ, có những cái hạng người có trí tuệ mà không có vật chất, cứ bảo vệ phước trí là nó theo cái người đấy. Có khi mình tạo cái tâm thiện đấy, tạo cái hành động thiện đấy mà nó có đi kèm với trí tuệ hay không. Mà có người thì có cả hai, vừa có vật vừa có trí, vừa có phước vật vừa có phước trí, thì nó tùy theo cái người này. Ví dụ cái người mà mình có cái trí tuệ rất là mạnh, luôn luôn hiểu quán sát về nghiệp và quả của nghiệp rất là mạnh, vì đó có cái hiểu biết đấy nhưng lại không có hành động những cái việc thiện đó, mình chỉ có biết ở trong tâm nhưng mà mình không có trực tiếp đi làm những cái việc thiện, thì cái người đấy trong này nó trí chỗ cái quả là một cái người có trí tuệ mạnh nhưng mà thiếu những cái phước về vật chất. Còn có những người thì có thường xuyên đi làm việc thiện nhưng mà do không có cái hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, cái người đấy có vật chất mà không có trí tuệ. Còn có những người thì có cả vật chất và trí tuệ là do mình làm được nhiều việc thiện và mình có cái trí tuệ từ sáng từ trước và hiểu những cái việc thiện đó. Còn có người thì không có vật chất, không có trí tuệ, đó là do mình không làm việc thiện thì cũng không có cái trí tuệ hiểu biết. Thì mỗi người cho nên là sinh ra làm người là nhân, là cái quả của những cái nghiệp thiện. Nhưng mà tại sao lại có những cái người thì có phước mà có người thì không có phước, có người thì phước lớn, có người thì phước nhỏ? Đấy là nó do cái lúc mình khởi lên những cái tâm thiện. Ví dụ cái tâm thiện là mà cần tác động thì là cái tâm thiện này nó sẽ yếu, còn những cái tâm thiện nào mà không cần tác động thì nó sẽ mạnh hơn. Ví dụ như là một cái đứa trẻ mà nó cần phải lúc ấy nó còn yếu cho nên là nó cần có cái sự giúp đỡ của những người lớn. Người lớn luôn luôn phải nhắc nhở, phải bảo rằng hãy làm cái này, hãy làm cái kia, luôn luôn cần có cái sự tác động của người khác. Nhưng mà một cái người trưởng thành rồi thì người ta sẽ biết tự động làm những cái việc đáng nhận. Thì cái trí tuệ ở cái mức mà nó còn non yếu thì vẫn cần có cái sự tác động nhắc nhở sách tấn của người khác. Ví dụ như một cái người người ta mới phát tâm đi học đạo chẳng hạn, mới phát tâm tu tập giữ giới, nhưng mà nếu mà có người khác kèm cặp luôn luôn sách tấn là hãy giữ giới cho tốt, hãy hành thiền cho tốt, hãy học giáo pháp cho tốt, thì đấy là cái người đó khi được cái sự nhắc nhở
tác động của người khác, người đó mới thực hành cái điều này, hay mới giữ giới, mới tu tập về tâm, mới phát triển trí tuệ. Và nếu mà không có sự sách tấn thì người đó sẽ cái tâm lên nó sẽ khởi lên rất là yếu ớt, và nó sẽ dễ bị thối nhu, dễ bị thối đuôi, giống như cái cây mới trồng thì thường xuyên phải chăm bón cho nó. Đôi khi mà nó đã vững vàng, nó lên mạnh rồi thì mình không cần chăm bón, nó tự động, nó tự biết cách chăm sóc cho nó, và mình không cần phải chăm sóc nó nữa. Vẫn vẫn cái người mới tu thì vẫn còn phải có cái sự quan tâm chăm sóc của những cái người đã tu trước. Còn khi mà cái người đấy người ta trưởng thành vững vàng thì không cần quan tâm, thì nó sẽ tự nhiên tu tập, tự làm việc thiện. Thế cái người mới bắt đầu khởi tâm hướng thiện là thế, hoàn toàn phải có sự tác động. Còn người mà đã người trưởng thành thì không cần tác động. Cho nên cái tâm thiện nó có tâm thiện cần tác động. Đấy là cái lúc mới tập sự nó còn yếu ớt, có một cái tâm thiện không cần tác động, bởi vì lúc đấy nó đã trưởng thành vững vàng. Và những cái tâm thiện đấy thì nó sẽ để lại những cái nghiệp thiện. Đây là những cái tâm thiện thuộc về dục giới. Dục giới là những cái cảnh trần hàng ngày, ví dụ như là con mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc này. Rồi là mình có cái hiểu biết đúng về cái cảnh sát này, mình có cái sự tác ý cảnh sát này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, có cái sự hiểu biết đấy một cái thì những cái tâm thiện này nó sẽ khởi lên. Mình có cái sự hiểu biết đúng về một cái cảnh này, nó cũng sẽ khởi lên một cái tâm thiện. Tai mình nghe âm thanh, mình có sự hiểu biết đúng về âm thanh này, thì nó sẽ khởi lên những cái tâm thiện. Mũi, người gương, lưỡi, nếm vị, thân mình xúc chạm một cái cảnh nào đấy mà mình luôn luôn thấy những cái cảnh này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là giả tạo, là không thật cả. Để mình có cái tuệ chi đúng về nó thì nó sinh lên những cái tâm thiện. Mình mà hiểu sai về nó thì nó sinh lên các tâm bất thiện, các cái nhân nó sinh lên những cái tâm thiện. Tâm bất thiện nó là do cái sự tác ý của mình. Mình có cái tác ý như lý, tác ý đúng sự thật thì nó khởi lên tâm thiện, tác ý sai sự thật thì nó khởi lên tâm bất thiện. Thế là nó có các cái tâm đã thiện, tâm đã quả, tâm vi tác, tám tâm trước ấy, đó là tâm tám tâm đã thiện. Còn có tám tâm đã quả, có những cái tâm thiện nó trổ quả thiện thì đó là tâm đã quả. Tâm thiện ở kiếp trước nó trổ cái quả thiện ở kiếp này thì đó là tâm quả. Như tâm tục sinh của mình khi mình sinh lên làm người, đó là tâm quả, tâm hữu phẩm duy trì kiếp sống này là tâm quả. Tâm tử thì đó là tâm quả. Nó có những cái tâm đại thiện, tâm đại quả, phải có những cái tâm duy tác không thiện không ác, thì đó là tâm của các bậc an la hán, thì là tâm duy tác, không phải là tâm không để nhân mà không có quả. Thì cái tâm thiện đủ giới có 24 tâm. Tám tâm đã thiện khởi lên khi một trên sáu căn tiếp xúc với cảnh trần mà có tác ý chân chánh, thì một trong tám tâm thiện dục giới nó khởi lên. Tám tâm đã quả là các nghiệp thiện ở trong quá khứ cho quả từ lúc phục sinh. Tâm như phần tâm tự, các cái tâm đấy nó thường xuyên khởi lên trong kiếp sống là tâm quả, tâm duy tác của các bậc an hạng. Còn có cái tâm quả bất thiện vô nhân. Những cái tâm này thì mình sẽ rất là khó thấy thôi, mà cần phải có cái sự thực hành để thiền quán thì mình phân tích được những cái tâm. Ví dụ như tâm nhãn thức, con mắt mình thấy một cái cảnh mà cái cảnh không tốt. Ví dụ mình đi đâu mình cũng gặp những cảnh xấu, những cái cảnh mình không ưa không thích ấy, thì đấy nó thuộc về tâm nhãn thức. Quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện là luôn được nghe âm thanh xấu. Ví dụ như là mình luôn luôn bị những người khác nói xấu, đấy là quả bất thiện nói chung. Mình bị người khác mắng, chê bai, chửi rủa, mắng nhiếc thì đấy là mình luôn tai nghe anh không hài lòng, mắt thấy cảnh sát không hài lòng. Ví dụ mắt mình thấy mình soi gương mà ối sao mặt mình xấu xí thế này, nhìn quần áo mình nhăn nhó bẩn thỉu, nhìn nhà cửa mình cũng hơi nhếch nhác, thì đấy là những cái quả bất thiện nó đập vào mặt, quả bất thiện nó đập vào tai.
quả nó thiên đập vào mũi, sau đó ở xung quanh mình có mùi hôi thối làm cho mình cảm thấy ói mửa, thì đấy là quả nó thiên nó đập vào mình, nó thuộc quả. Khi mà nó đập vào mũi thì mình ăn cái gì mình cảm thấy cái thức ăn này nó nhàm chán quá, nhưng mà không ăn thì đói, thế ăn thì nó ngang ngắn. Đấy là quả bất thiên, nó khiến cho mình không phải ăn những thức ăn dở. Quả bất thiên nó khiến cho mình tiếp nhận những cái cảnh này, tiếp nhận cái sắc người khác cho mình vào những cái sắc xấu, và tiếp nhận người khác cho mình những âm thanh dở, những âm thanh xấu, tiếp nhận người khác cho mình những mùi vị vị rất là xấu. Đấy là mình tiếp thông, mình suy xét, cái tâm suy xét, mình luôn luôn để suy xét cái cảnh xấu, cái sắc thanh hương vị xúc xấu xa, những cái mà mình không ưa không thích mà mình cứ phải suy xét, cứ phải tiếp nhận, mình cứ tiếp nhận những cái mình không thích, người khác còn cho mình những cái mình không dùng, đấy là cái quả xấu nó trổ. Quả xấu nó trổ là người khác cho mình còn cho những cái dở hơi, những cái không dùng được, giống như người ta đem đến cho mình nỗi khổ. Thì đấy là quả của cái nghiệp bất thiện nó trổ, mà cái nghiệp này mà mình tạo ở trong quá khứ mà bây giờ nó trổ quả, thì cái tâm của mình sẽ tiếp nhận những cái cảnh đẹp, mắt nhìn thấy cảnh sắc xấu, tai nghe âm thanh xấu, người mùi xấu, lưỡi nếm vị xấu, thân tiếp chạm xấu. Vậy thì lúc nào mình cứ nhìn thấy cái cảnh gì mà mình cảm thấy xấu, không ưa không thích, mà mình vẫn phải tiếp nhận nó, vẫn phải suy xét nó, mình không có rời được nó, thì đấy là quả của mình phải gắng mà chịu. Lúc nào mình phải nghe những âm thanh rất là chối tai, những người khác chê bình thì bán mắng nhiếc, đấy là quả xấu của mình phải cố mà chịu. Người hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm cũng thế. Còn cái quả thiện nó trổ tâm của mình trổ nhãn thức, thấy cảnh tốt ý thức, là nghe âm thanh tốt ý thức, người mùi tốt thiện thức, người nên bị tốt thân thức, thân xúc chạm những cái tốt, tiếp theo là luôn luôn được tiếp nhận những cái cảnh tốt, suy xét cảnh tốt, suy xét với một cái tâm sản nhiên và với một cái tâm hoan hỷ, có tám cái tâm quả thiện vô nhân. Tức là mình nhìn đâu mình thấy đẹp, lúc nào mình thấy hài lòng hoan hỷ, cái gì mình xung quanh mình luôn luôn có những cái đẹp, cái gì của mình cũng đẹp, thì đấy là nhãn thức được tiếp nhận cái cảnh tốt và luôn luôn cảm thấy hài lòng thỏa mãn với những cái đẹp đó. Những cái gì mà mình nghe luôn luôn được người ta khen, luôn luôn được người ta khen ngợi, luôn được người ta tán thán, thì đấy là mình tại mình được tiếp nhận những cái âm thanh tốt, thì đấy là quả của những cái nghiệp thiện, quả của những cái thiện nghiệp bây giờ nó trổ. Cho nên là mình đi đến đâu cũng được người ta khen ngợi, ví dụ như một ông vua đi đến đâu cũng được người ta tụng hô là hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Bây giờ mình đi đâu ra đường có ai tụng hô vậy mình thích chưa, đã từng được tụng hô vậy chứ, không biết thời bây giờ cái người có phước lớn hết rồi sao không được ai tụng hô vạn tuế vậy. Trên thời xưa lại có nhiều người ra đường còn được người ta tung hô ấy. Thì đấy là cái tai của mình nó trổ cái quả thiên ấy. Thì đấy là cái quả thiên gì? Quả thiên là do ngày xưa mình đã từng ban rất là nhiều những cái lời tán thán, mà cái mắt mình thấy cái cảnh đẹp là gì? Ngày xưa mình đã ban rất nhiều cái đẹp cho người khác, ví dụ cái gì đẹp thì mình cho người khác quần áo đẹp thì bây giờ mình có quần áo đẹp để mặc, mình cho người khác nhà cửa đẹp bây giờ mình có nhà cửa đẹp, mình đem hoa mình tặng người khác thì bây giờ có người tặng hoa cho mình, rồi là mình đem xe cộ tất cả những cái gì đẹp mình tặng người khác bây giờ có cái cách đẹp nó sẽ trổ lại, nó sẽ tặng lại cho mình luôn luôn được tiếp nhận những cái đẹp đấy. Còn trước kia mình đã từng tán thán, từng khen ngợi về người khác thì bây giờ có người tán thán khen ngợi về mình, đó là cái quả thiên nó trổ. Trước kia mình luôn đem cái mùi hương đi mình tặng người, bây giờ sẽ có cái mùi hương nó sẽ trổ lại cho mình, luôn 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 có cái mùi hương. Trước kia mình luôn luôn làm những cái món ngon cho người khác ăn, nhưng bây giờ mình luôn luôn được ăn ngon, đấy là cái quả thiện nó trổ vào mình. Luôn luôn mình mang những cái gì đem mình tặng cho người khác, như là mình mang đệm thì mình tặng người, bây giờ mình có đệm làm mang quần áo mềm mại mà những cái vải chất lượng cao cho người khác mặc, thì bây giờ mình có những cái mềm mại để tiếp xúc
thì bây giờ nó gọi là thân tiếp nhận với những cái vật xúc chạm. Thế thì bây giờ mình luôn được tiếp nhận lại những cái đấy, mình được suy xét những cái đấy, đấy là những cái quả của những cái nghiệp thiên. Vậy cho nên nó có kháng tâm quả thiên vô nhân. Đó là khi các căn mình tiếp xúc với các trần cảnh bên ngoài, và những cái quả thiên này thì nó thường xuyên đi với những cái sự hoan hỉ. Vì khi mà mình tiếp nhận với những cảnh tốt như thế thì mình cái tâm mình nó hoan hỉ hơn. Còn cái quả bất thiện kia nó không có khởi lên hoan hỉ. Thế cho nên là khi mà mình bị ai mắng chửi không bao giờ hoan hỉ được, chỉ có thản nhiên cái điều không hoan hỉ được. Mình thấy những cái xấu mình có thể thản nhiên được nhưng mình không hoan hỉ, nhưng mà thấy những cái tốt hài lòng mình có thể hoan hỉ được. Thế là những cái tâm quả vô nhân. Còn cái ta cái tâm vô nhân nó có ba: tâm duy tác, hướng ý môn, pháp vũ môn, tiểu sinh. Thì cái tâm này thì mình cần phải suy xét. Hướng ý môn là tâm, hướng ý môn là cái tâm mình hướng về cảnh, ý môn là ý mình hướng về người cảnh. Tâm tiểu sinh là của bậc A La Hán. Có cái tâm sắc giới là các tâm thiền. Nếu người nào thực hành thiền thì nó sẽ phát triển được 15 loại tâm. Người mà không thực hành thiền thì sẽ không có những cái tâm này. Ví dụ tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm đa thiền, tâm tứ thiền. Những cái trạng thái của các tầng thiền thì có cái tâm thiền nó sinh lên, và chỉ có người nào chứng đắc các tầng thiền này thì cái tâm này nó mới sinh. Người nào không đắc thiền thì cái tâm này nó không sinh, vì nó không bao giờ quán được những cái tâm đó. Người nào đắc thiền thì quán được tâm thiền, người nào không đắc thiền thì quán được tâm thiền. Tâm quả sắc giới, cái tâm quả nó sẽ trổ khi nào mà mình sinh về con phạm thiên, cái con nhân nó sinh nó không trổ. Tâm sắc giới duy tác là các bậc A La Hán để các cõi phạm thiên thì nó có tâm duy tác. 12 tâm vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì ai cũng tu tập chứng đắc được 4 tầng thiền vô sắc này mới có cái tâm. Ai cũng tu tập không chứng đắc được thì cái tâm này nó không có. Khi một người sinh về cái cõi vô sắc này thì cái tâm quả này là chỗ gọi là tâm quả vô sắc, nó chỉ có một cái cõi vô sắc. Tâm duy tác vô sắc là các bậc A La Hán có vô sắc thì mình. Tâm siêu thế sơ đạt, nhị đạt, tam đạt, tứ đạt, tâm ngũ đạt, thì các bậc thánh thì mới có những cái tâm siêu thế, tức là người nào mà tu chứng được thánh quả sơ quả dự ni, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ ngũ thiền, quả nhất na, quả bất na, quả A La Hán, thì nó có những cái tâm quả nó khởi lên, tâm siêu thế nó khởi lên. Nên một người phàm nhân nó không khởi lên cái tâm siêu thế này. Ngày nào vào siêu thế mới đạt được tâm đạo và tâm quả. 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Vì vậy nên là một biện pháp tu tập quán tâm là có tới 121 tâm có thể tu tập và quan sát. Có là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm duy tác, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, ba tâm duy tác vô nhân, năm tâm sắc giới, năm tâm quả sắc giới, tâm duy tác sắc giới, tâm cho đến 20 tâm đạt, 20 tâm quả, 121 tâm. Dựa thì một cái hành giả tu tập sẽ quán ở các cái tâm dục giới này, tham sân si. Người nào mà tu tập chứng đắc các tầng thiền thì quán tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Còn mình có thể quán cả cái tâm quả của cõi dục giới này. Sắc giới thì khi nào mình xin về có sắc giới mới quán. Cái tâm đạo tâm quả thì khi nào chứng được đạo quả thì mới quán. Còn chủ yếu là trong cuộc sống hàng ngày cái quán tâm có tham mình biết là có tham, có sân biết có sân, có si biết có si. Cái tâm có tâm thiện thì biết là tâm thiện, có tâm bất thiện biết tâm bất thiện. Trên cái khái niệm thì nó chỉ đạt được cái sự chánh niệm tương đối tạm thời. Khi nào quán được ở trên cái pháp chân đế, tức là mình phải quán xét nó bằng cái trí tuệ, tuệ chi được tâm và các tâm sở nó sinh cùng, thì lúc đấy thì cái mình quán trên cái pháp chân đế thì mình mới đạt được cái sự tuyệt đối, mới đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối, mới đạt được cái sự giác ngộ tuyệt đối. Quán trên cái tương đối thì mình chỉ đạt được cái sự thanh tịnh tương đối. Vậy cái người nào mà có cái thực hành các cái pháp thiền tuệ, thấy được cái tâm chân đế này nó khởi lên, quán cái tâm này
để mình thấy được các cái sự sinh lên của tâm, thấy các cái nhân sinh ra tâm, thấy cái sự diệt tận của tâm, thấy con đường đưa đến diệt tận của tâm, để nhàn chán nghi tham đoạn diệt, từ bỏ tham ái chấp thủ được với tâm, thì mình mới đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Thì quan tâm đến như thế để cho cái tâm mình dần dần nó thanh tịnh lên, thấy tâm mình sinh lên và mình thấy được các cái nhân nào sinh lên các cái tâm, thấy các cảnh thức có cái sự tác ý của mình nó sinh lên, các thể loại tâm khác nhau, các thân si khác nhau, và mình thấy cái sự sinh diệt tâm nó có cái tiếng sinh diệt, sinh lên diệt như là một cái chuỗi cái sinh diệt sinh diệt liên tục, để mình thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ vô ngã rồi, thì mình sẽ nhàn chán với cái tâm. Mình không có tham ái, không chấp thủ, không có nghĩ là tâm này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì dần sẽ đạt được cái trí tuệ và đi đến cái chứng ngộ niết bàn từ cái sự quan tâm. Quan tâm còn quan sát, quan sát là một cái pháp quán rất là sâu, vì quan sát này nó là quán những cái tâm sở, những cái pháp nó đồng sinh cùng với tâm, thì nó có bốn cái quán thân, thì nó là một cái rất là thô, nó có dễ quán nhất, sau đó quán thọ, thì cái thọ nó uy tế rồi, thuộc về tinh thần quán tâm, tâm nó lại còn sâu sắc hơn cái thọ này, nó cũng là một cái pháp thuộc về tinh thần. Còn pháp này nó cũng là một cái pháp mà nó bao gồm luôn cả tinh thần, cả luôn cả pháp, thì nó bao gồm tất cả các pháp này, cả vật chất, cả tinh thần, thì nó là những cái là thuộc về quán pháp. Và sau mình sẽ học đến quán pháp này ha. Cái bài kinh Lăng Tứ Nghiêm Xứ này nó ở trong cái cuốn kinh Nhật Tụng, này thôi mình người mình đọc trước thì hả, có cái bài kinh Tứ Nghiêm Xứ này rất là dài, phải học một thời gian rất là dài đấy, và nó rất là sâu sắc, đọc trước thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Hồi vừa y đàm mê bu nhâm Shut up.